xin chào tất cả các em học sinh. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em tiết chính tả nghe viết của tuần 22 bài Edison. Mục tiêu của bài học ngày hôm nay đó là yêu cầu các em phải nghe viết đúng chính tả được đoạn văn, làm được các bài tập phân biệt âm đầu chờ dấu hỏi, dấu ngã và giải được câu đố. Và sau đây các em hãy theo dõi cô đọc đoạn văn mà chúng ta cần phải viết chính tả. Edison. Edison là một nhà bác học vĩ đại. Bằng lao động cần cù và óc sáng tạo kỳ diệu, ông đã cống hiến cho loài người hơn 1.000 sáng chế, góp phần làm thay đổi cuộc sống trên trái đất chúng ta. Câu chuyện nhà bác học và bà cụ cho thấy ông rất giàu sáng kiến và luôn mong muốn mang lại điều tốt cho con người. Nội dung của đoạn văn này cho chúng ta thấy Edison là một nhà bác học rất là giàu sáng kiến và luôn luôn mong muốn mang lại những điều tốt đẹp nhất cho con người. Chúng ta thấy đoạn văn này có tất cả là 3 câu. Và trong bài có những chữ chúng ta cần phải viết hoa như sau. Chữ đầu đoạn, đầu câu, tên riêng của Edison và chữ nhà chúng ta cần phải viết hoa. Các em lưu ý, tên riêng của Edison thì chúng ta cần phải viết hoa. Chữ cái đầu tiên, còn giữa các tiếng thì chúng ta cần phải có dấu gạch nối. Ở trong bài này thì cô thấy rằng có một số chữ mà khi viết các em còn sai nhiều. Đó là những chữ ví dụ như Edison, vĩ đại, kỳ diệu, sáng kiến, mong muốn. Và bây giờ cô sẽ hướng dẫn các em luyện viết một số từ khó này vào giấy nháp nhé. Từ thứ nhất đó là Edison. Đây là tên người nước ngoài. Khi viết các em cần phải lưu ý là viết hoa chữ cái đầu tiên, còn giữa các tiếng thì chúng ta cần có dấu gạch nối. Từ tiếp theo là từ vĩ đại. Ở trong từ này thì các em lưu ý tiếng vĩ, âm y và dấu ngã. Các em luyện viết từ tiếp theo là từ kỳ diệu. Ở trong từ này thì các em cần phân biệt vần yêu và với vần yêu. Từ khó tiếp theo mà chúng ta hay sai đó là từ sáng kiến. Ở trong từ này thì các em cần phải phân biệt âm sờ, vần an, vần yên với lại vần yên. Từ khó tiếp theo đó là từ mong muốn. Ở trong từ này cô thấy các em hay sai ở tiếng muốn. Chúng ta cần lưu ý là vần uôn chứ không viết thành vần uông. Ngoài những từ khó mà cô đã cho các em vừa mới luyện viết xong, nếu em nào mà thấy mình còn hay sai những từ nào nữa thì các em có thể tự mình luyện viết thêm nhé. Sau đây cô sẽ hướng dẫn chúng ta cách trình bày để viết bài này nhé. Chúng ta có thể lùi vào từ 5 đến 6 ô để chúng ta sẽ căn viết tựa bài sao cho ngay ngắn giữa quân vở. Sau đó các em lùi vào 3 ô để kẻ lỗi. Khi viết bài thì các em cần phải ngồi ngay ngắn đúng tư thế để chúng ta viết bài được tốt hơn nhé. Chúng ta bắt đầu viết tựa bài. Edison. Edison. Xuống dòng, bắt đầu viết bài. Edison là một nhà bác học vĩ đại. Edison là một nhà bác học vĩ đại. Edison là một nhà bác học vĩ đại. Chấm. Bằng lao động cần cù và óc sáng tạo kỳ diệu, bằng lao động cần cù bằng
lao động cần cù. Bằng lao động cần cù. Và óc sáng tạo kỳ diệu. Và óc sáng tạo kỳ diệu. Vậy. Và óc sáng tạo kỳ diệu. Vậy. Ông đã cống hiến cho loài người hơn 1.000 sáng chế. Ông đã cống hiến cho loài người ông đã cống hiến cho loài người ông đã cống hiến cho loài người hơn 1.000 sáng chế. Hơn 1.000 sáng chế. Vậy. Hơn 1.000 sáng chế. Vậy. Góp phần làm thay đổi cuộc sống trên trái đất chúng ta. Góp phần làm thay đổi cuộc sống góp phần làm thay đổi cuộc sống trên trái đất chúng ta. Trên trái đất chúng ta. Chấm. Câu chuyện nhà bác học và bà cụ cho thấy ông rất giàu sáng kiến. Câu chuyện nhà bác học và bà cụ. Nhà bác học và bà cụ. Cho thấy ông rất giàu sáng kiến. Cho thấy ông rất giàu sáng kiến. Và luôn mong muốn mang lại điều tốt cho con người. Và luôn mong muốn và luôn mong muốn mang lại điều tốt cho con người. Mang lại điều tốt cho con người. Mang lại điều tốt cho con người. Chấm hết bài. Cô vừa đọc cho các em viết hoàn thành xong đoạn viết của bài chính tả ngày hôm nay. Bây giờ các em hãy cùng lắng nghe cô đọc bài để các em dò lại bài nhé. Edison. Edison là một nhà bác học vĩ đại.
chấm. Bằng lao động cần cù và óc sáng tạo kỳ diệu. Vậy, ông đã cống hiến cho loài người hơn 1.000 sáng chế. Vậy, góp phần làm thay đổi cuộc sống trên trái đất chúng ta. Chấm. Câu chuyện nhà bác học và bà cụ cho thấy ông rất giàu sáng kiến và luôn mong muốn mang lại điều tốt cho con người. Chấm hết bài. Các em hãy tự mình dò lại bài thêm một lần nữa, và nếu như có sai thì các em hãy gạch chân dưới những lỗi sai và tự mình sửa lỗi xuống dưới cuối bài nhé. Sau đây, chúng ta hãy cùng nhau đi làm bài tập chính tả. Ở bài tập 2 có 2 phần. Thứ nhất, đó là phần A. Phần A yêu cầu các em chúng ta hãy chọn âm tr hay chờ để điền vào chỗ trống và sau đó hãy giải câu đố này. Để làm tốt được bài này thì các em cần phải đọc thầm thật kỹ đoạn thơ này. Sau đó nắm rõ nghĩa của từ để chúng ta điền âm cho phù hợp. Rồi suy nghĩ để cùng nhau giải câu đố này nhé. Và bây giờ cô sẽ giúp các em giải câu đố của bài này luôn nhé. Chúng ta sẽ điền các âm như sau. Mặt tròn mặt lại đỏ gay, ai nhìn cũng phải nhíu mày vì sao? Suốt ngày lơ lửng trên cao, đêm về đi ngủ chui vào nơi đâu? Tác giả Trần Liên Nguyễn. Và đáp án của câu đố này chính là ông mặt trời. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau chuyển sang bài tập 2B nhé. Ở bài 2B này thì cũng yêu cầu chúng ta hãy chọn dấu hỏi hay dấu ngã để đặt trên những chữ in đậm và sau đó cũng giải câu đố. Các em hãy đọc thầm câu đố này rồi suy nghĩ và điền dấu thanh cho đúng nhé. Và sau đây cô sẽ giúp các em tìm ra đáp án của câu đố này nhé. Cánh gì cánh chẳng biết bay, chim hay sà xuống nơi đây kiếm mồi. Đổi ngàn vạn giọt mồ hôi, bát cơm trắng dẹo, đĩa xôi thơm bùi. Và chúng ta thấy đây chính là cái cánh đồng. Như vậy, cô vừa giúp các em hoàn thành xong tiết chính tả nghe viết của ngày hôm nay. Các em hãy xem lại bài, nếu như mình có viết sai thì các em hãy sửa lỗi sai xuống phía dưới của bài để lần sau mình sẽ viết bài được tốt hơn. Làm lại các bài tập vào trong phiếu luyện tập và xem trước bài Một Nhà Thông Thái để tiết sau chúng ta sẽ học bài này nhé. Tiết học của ngày hôm nay đã kết thúc rồi. Cô cảm ơn tất cả các em đã chú ý lắng nghe và chúc các em ngày càng học tốt hơn nhé.